Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục với season 8. Và mình đã bắt đầu cái season 8 này, là cái nhiệm vụ đầu tiên của season 8 luôn nha. Speak to the doorman, ok. Và nó kêu là mình phải locate back door, là tức là các bạn phải đi tìm cái cửa sâu của nó. Từ từ đã. Locate back door rồi, nói chuyện với ông này. Thì nếu mà mình đi từ từ có lẽ hàng kia nó sẽ không để ý mình đâu ha. Ý bậy bậy. Mình rất ghét cái tụi này, cái gây sự mình hoài ta. Mệt quá, chẳng lẽ phải giờ ra giết nó trời. Đó. Tụi này không giết không chịu được. Vẫn còn thằng kia nữa chứ. Giờ phải chạy ra giết thằng này luôn, vãi nái thật. Với lại mình có level cao rồi, cho nên cái khu mà mình đánh người ta á, mình có cái chiêu là kiểu như là mình, nếu mà mình đánh trước mình sẽ có lợi thế hơn và giết ngay lập tức luôn, không cần phải. I'm here to see Mr. Roth. Weapons? No, thank you. I've got my own. You should be on the stage, sir. This way. Và mình đã vô được cái phần phía sau rồi nhá. Và không biết là mình sẽ trong đây mình sẽ làm cái gì để mình ngó nghiêng qua đấy kìa. Ồ, khu này khá là đẹp đấy chứ. Nhà hát. Mình khá là thích nha. Ah, our honored guest has arrived. Come, sit. I've had my eye on you for some time. I find your heroics in battling the great Crawford Starrick quite magnificent. I've been picking off your soldiers one by one. Doesn't that make you angry? On the contrary, surprise is a spice of life. Now, Mr. Starrick, that's a different story. I'm drowning in directives, all terribly boring. Let's say we work together and bring him down. I'm not so sure about that. My friend, if I fail to provide you with the chance to cause Starrick some pain, well, you can charge into this theater and kill me yourself. What do you get out of all this? The chance to have a little fun with the bravest man in London. You have a deal. Lewis, my carriage. Shall we? Và hiện tại là mình vừa mới thỏa thuận với cái ông này. Thỏa thuận cùng nhau giúp đỡ nhau giết luôn cả Crawford Starrick. Destination Crawford Starrick là cái ông mà chùm cuối cùng mà các bạn có thể thấy trong phần đầu tiên, hoặc là mấy cái phần mà ổng ngồi mình. Thì ông này là ổng là chùm rồi. Mình nghĩ là mình sẽ gặp ổng trong cái season cuối cùng. Và ổng là boss cuối cùng luôn, final boss luôn. Thì để có thể đánh được ông này chúng ta phải đánh từ từ. Và như các bạn thấy là mỗi lần mà mình cứ xong một cái sequence á, là mình giết cả phải cỡ 1 đến 2 boss mini boss thôi. Thì sau đó mình sẽ gặp cái ông đó và giết ông đó cuối cùng. Các bạn là đó là khó, nhiệm vụ khó nhất mà mình cũng đang cố gắng làm xong sớm nhất có thể. Quanh khu này có vẻ nhiều nha. Level 5 và level 5 cũng không đến nơi nào. À, ngoài ra thì mình vừa có một cái dao mới để cho mình cho các bạn xem. Không có cây dao này nha, cây dao dưới đây. Đâu rồi, đây. Gold Blessing Curry. Để mình mang luôn.
khá là đẹp ấy chứ. Cái con nhà mình làm nhiệm vụ ngoài cái tiền nó cho chất chất thiệt. Rồi nó có cái súng mới nữa, cái súng này mình cũng làm nhiệm vụ ngoài luôn, nó cho bắn tốt hơn cái cây súng mình đang xài. Bèo thì đang có cái mới này chứ, mình cũng lấy do làm nhiệm vụ ngoài luôn chứ. Black Guard suit thì cần, mình không có cái áo này mình cũng mới có luôn, Gunslinger coat. Nhưng mà mình sẽ không xài nó tại vì nó yếu hơn cái mình đang xài, và mình nghĩ là cái áo này nó hợp hơn. Curry damage tại vì mình đang xài cái cutlery nó tăng 10%, còn mấy cái này thì cũng lại mình nghĩ là mình không cần thiết cho lắm. Rod này, và mình vừa mới nhìn xem bên kia là ông đi thẳng bên đây rồi, là thế lên tới đây luôn. Không biết ông này ông kêu mình lên đây làm cái gì nữa nhỉ? Mới có cái nhiệm vụ phụ là giết hết tất cả tụi Plyter luôn nè. Không biết nên giết không nữa ta. Nhưng mà nhiệm vụ chính của mình đó là bảo là mình phải follow ông Rod này, chứ không phải là làm cái nhiệm vụ kia là phía sau. Mình không nên nghĩ là mình không nên đi xa ông này. Để xem này cho mình làm cái gì vậy ta. Use the moving train. Ok. Oh. Locate and destroy the explosive. Tôi tới cái chỗ này nè. Oh, có thằng. Nó không thấy mình luôn mới ghê chứ. Ngay đây nữa, ngay đây nữa. Mém nữa thấy mình rồi. Cái này mới ghê nè. Cái nhiệm vụ như thế này mình nghĩ là thích, mình thích con chị hơn. Tại vì con chị nó có skill gọi là skill tàng hình, đúng nghĩa đen luôn. Là nếu các bạn nào mà đang dùng, các bạn chơi thì bạn sẽ biết là kiểu như lên nó chỉ cần nó ngồi yên là nó tàng hình luôn, chứ nó không cần phải di chuyển nữa. Hên quá, hên quá. Vân vân chia thấy mình cả. Người kia vẫn không để ý cho lắm. Ơi. Bây giờ chúng ta phải xác định cái này. Mà sao tụi nó đông quá vậy? Đéo xi nhê luôn, ngoài cái đái luôn. Chết mợ rồi. Tụi nó thấy rồi, tụi nó thấy rồi. Mình nghĩ là mình đổi chỗ thì nó sẽ hay hơn đó. Cố gắng không bị phát hiện. Nhưng mà lỡ nếu mà mình bị phát hiện thì mình cũng chịu, tại vì nó đông quá. Khu này là kiểu phải chơi tinh tế thì mới chơi nổi. Còn mình thì cũng cố gắng tinh tế thôi. Con này, cái này mình phải chơi con chị mới đã. Thì con chị á là nó có cái, hồi nãy mình cũng đã nói rồi, nó có cái skill mới. Ok, ngay chỗ này nó cũng vắng, không có ai, không có ai hết á. Nhưng mà phải làm cho nó ngon. Giờ dùng súng đi ha, hay là ignite đi. Cho nên chỗ này nó phải có cái đồ nổ, thuốc nổ ở đây đó, đúng rồi. Đấy, đi chạy chạy đi. Giờ nó chầm à. Tưởng quá, tưởng chầm xong không thèm chạy, đứng đó luôn, bấm nút hoài không được. Ngay đây các bạn không có ai nhỉ. Để mình giết cái ông này cái đó ra đây. Má quá đẹp. Cứ như là Ronaldo ghi bàn vậy. Má quá đẹp. Nai Polish gì đây. Ồ nổ hết luôn hả? Phải đấy. Có vẻ vui đó. Nổ đi mấy đứa. Nổ đi mấy đứa. Nổ.
Chạy 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 nổi chết mẹ bây giờ. Ây ây bậy 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 bậy. Chắc nó không thấy mình đâu ha. Thì mình thừa thủ tiêu thằng này nè. Ây có một đứa thấy rồi bậy. Ủa sao tụi nó thấy được mình hay vậy? Chắc tại do mình giết nó. Ôi ơi, đừng có chạy, đừng có chạy, chạy nó không có gì thú vị á. Chạy mà còn bị phát hiện nó khoai đó. Đám kia nó còn chưa phát hiện ra mình mà. Destroy ở đây cái nữa. Nhưng mà đây có hai thằng dead. Ô ô, để chèo lên đây cái nè. Ơi hết chỗ chèo rồi. Ơi ơi, cái đéo gì vậy? Cái đéo gì vậy? Bỏ nó đi, bỏ nó đi, bỏ nó đi. Hai đứa này kiểu giống như ngáo vậy á. Ôi ơi, nguyên một bầy luôn, một bầy xuất hiện rồi. Ôi cái đéo này sao tụi bay phát hiện ra hay vậy, bờ vậy. Má, cái mình không cố tình để không để phát hiện, cuối cùng nó cũng phát hiện, vãi thật. Đó, chơi Jacob thì nó sẽ hay hơn tại vì Jacob nó có khá nhiều skill và đánh đấm. Mình có nâng cấp khá là nhiều. Become anonymous, what the fuck. Ôi cái thằng này nó ngáo mà. Tính mình tính má bấm bóng cho nó nổ chỗ đó mà gặp cái thằng này nó ngáo ngáo nữa chứ. Giờ phải làm lại, lên lại khu này xong rồi đó. Giờ chúng ta chỉ cần qua khu bên trái của mình là nãy là ok. Đó, ignite chỗ này nữa là xong. Chúng ta sẽ quay sang khu bên trái. Ôi lộn, khu bên tay phải. Ok kìa, chạy 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 chạy. Nó nổ chết mẹ bây giờ. Chỗ này không có chỗ xuống rồi. Tôi kiếm cái body nó xuống. Đó vậy nè. Đó. Nhảy gì xuống giết người được. Chứ mà nhảy từ trên cao xuống là nhảy không được. Cái này mới ngộ nè. Ủa sao đông quá vậy. Đông vãi cả lền luôn. Đó. Phải giết một lần hai thằng thì mới đảm bảo được. Tại vì tụi nó đông quá. Giết lần nếu mà giết được một thằng thì thằng kia nó sẽ phát hiện ra mình. Ok ok, giờ là xong rồi nè. Mình nên chạy ra khỏi chỗ này đi đó, sẽ hay hơn. Ý ý ý bậy 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 bậy. Bậy quá dân chơi. Lại đây lại đây, đó. Quá ngầu luôn. Còn này nó chỉ là số em quá nhỏ. Đó, xong. Rồi, tụi kia nó tập trung qua kia hết rồi, để mình chạy qua đây luôn đi. Địch vẫn nằm nghe quả bom, quả lộn. Cái chỗ cần phải kích nổ, không sao bên chỗ đó, ít người, không sao. Ít nhưng mà cũng phải 3-4 thằng. Cho nên chúng ta vẫn phải cẩn thận. Ignite cái nhẹ rồi đi ra. Thế thôi. Đó, quá đẹp ra luôn. Cái này tụi nó cũng chưa biết mình đâu. Ý à, xong rồi đó. Find a driver hả? Find a driver, đâu, nó đâu, nó đâu. Giờ mình phải lên đi tìm nó hả? Ý
chiều qua đây cho chắc ăn, tại bên đây nó không có ai hết, nó vắng. Bên kia thì quá trời người, bên đây thì nó quá vắng, chả có ai quan tâm chỗ này. Đây à, đây, phải đây, phải là đây nè. Ok, find a driver. Driver nằm ở đây, đây. Tưởng những driver, ủa sao lại mấy đây là các driver nằm ở chỗ đéo nào. Driver này làm gì ở đây ta? Ok, kidnap thôi chứ mà knock nó lại. Reach the locomotive. À. Đi em, đi nhanh. Restrain. Láo, đừng có láo nữa em. Ồ, không biết mình đi ngang qua nó được không ta? Another passenger. I just happen to have a rather large blade pointed at your. Chắc được nha. Đồ má nó đông. Đồ má sao tụi bé phát hiện ra tao là sao? What the fuck? Đấy, nhiệm vụ đã khó giờ còn khó hơn nữa. Chết. Ồ, mấy này chơi cầm súng không vậy? Đã thấy còn level cao đánh hơi bị khó. Ồ, cái sao này nó đánh khó vãi cái đái luôn á. Mà còn đá hết đây còn đỡ nữa chứ. Đè, gặp phải dân chơi không à. Ồ, cái này khó thiệt không nhờ. Làm nãy giờ cũng mém xong hay chứ chỗ chưa gọi là xong nữa. Cũng hơi là mình có mặc đồ xịn hơn tí, đánh đỡ hơn tí. Sao đánh đéo được? Ủa, nó né đạn à. Ủa, đánh đéo được kì à. Giờ mới biết là những cái gì mình cần nâng cấp nó sẽ rất là hiệu quả cho mấy cái việc như thế này. Tại vì tụi này nó trâu bò khoai thôi, đánh combo cũng không xin dê được nữa. Gặp thấy mấy thằng bị lỗi đó chứ. Đẹp. Rồi xong rồi đó. Hôm nay là mày khỏi chạy nha. Đi. Giờ chạy thoải mái luôn rồi. Đi. Cái đéo gì nữa. Rồi đó, sắp xong rồi. Ê, cái đường này đi không được, lộn. Nhầm tí. Xuống đây được không? Xuống đi. Ơ, vỡ đá. Đi tiếp. Thảy xuống cho mày đi xuống qua đường thôi. Chứ không có kêu mày đi luôn, ok. Đi lên. Mò lên trên đi. Ơ, cái đéo gì vậy? Qua cái đáy luôn. Mấy này bị cái nó ngu học cái là nó không biết đi lên lên trên như thế nào. Đợt. Có cần tao phải dắt mày lên luôn không? Đủ quá, giờ thêm thằng Jacob nữa để biết xuống, đệt. The fuck. Mấy game này thấy càng lúc nó càng khùng khùng sao á. Đi. Cũng hơi là ngay đây có cái cầu thang đi lên không, chắc thằng này cũng không thèm lên luôn nha. Tao kêu mày đi lên, lên, nhanh. Thấy có em nhìn giống đang giỡn không? Đi, sao đứng mẹ rồi. Dù này khó vậy đó. Would you be so kind as to get some steam?
will be on his knees in no time. My hat is off to you. Apologies, I must run. Do come see me again. Jacob. He is beautiful, isn't he? I planned a perfect second outing for us. Have you? There's borrowing to be done. Three of Starik's henchmen are about to disappear. Oh, you sly devil. Oh, and I'm coming along this time. There is no sense in giving you all the glory. Off to my carriage we go. Lewis! Và đây là nhiệm vụ thứ hai nha. Bây giờ mình cũng phải đi tiếp theo ông này. Mình khá là thích cái mặt của ông này, nhìn khá là ngầu ấy chứ. Do not kill it inside the target location. Chúng ta không được quyền giết ai. Ở lộn, giết cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ không được điểm cao. Và không để giết ai trong khu vực đó. Và không để bất kỳ ai chạy thoát. Có vẻ như mình tông xe hơi bị nhiều á. Nhưng mà cái đây mấy cái vừa nó bắt đầu nó khó hơn rồi. Tại vì mặc dù mình cùng một level nhưng mà nó lại có những cái đồ nghề ngon hơn. Và mình thì tại mình chưa có nâng cấp được. Cho nên nhiều lúc nó đòi hỏi mình phải có đồ nghề ngon hơn, mình sẽ đánh dễ hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì nó thật sự là mình không thể nào nâng cấp được. Tại vì tiền nó không có nhiều. Cái gì vàng à? Hằng này vàng vàng ở đâu ta? Whereabouts? Có đứa vàng vàng nữa kìa. Nhưng mà nó bảo mình phải hỏi Clue. Mình phải hỏi Clue nhóm này cái đã. Hey Smalley, know anything about what happened here? Cái gì vậy? Miss Cadwallader? Là cái gì vậy? Mình còn tưởng là đàn bà nữa chứ. Giờ mình phải nói chuyện nhóc này sao? I'm looking for Miss Hattie Cadwallader. Ain't seen her. I know what she's been up to though. And what's that? Friggin' art, sir. She pinched a statue not far from here. Ủa gì? Giờ mình tìm xong clue rồi nè. Nhưng mà vẫn không biết phải nên vào hướng nào và phải làm thế nào. Ý, giờ nó thay đổi nè. Kidnap. Kidnap rồi hả? Không được giết phải không? Don't kill anyone. Trong đây toàn cảnh sát, không sao giết được trời. Nhiều lúc mình cũng giết lắm, muốn giết lắm. Nhưng mà trong nghĩ lại chừng nào tụi màu đỏ đỏ thì mình còn giết chứ. Trong đây toàn cảnh sát không à. Mà tôi không nhận cái này, tụi này nó cũng khôn thiệt. Toàn cho mình làm... Ủa, what the fuck? Ủa, cái đéo gì nó đi đúng lẹ luôn, what the f... Mới thấy đây mà. Nó đi hướng nào ghê vậy? Có cái đường đi hay cái gì? Ủa, đây. Có cái đường đi hay cái gì xuống chứ nha. Lỡ rồi. Bị phát hiện thì lỡ rồi, giết cho rồi. Mình cũng muốn giết đâu, mình lỡ rồi, không giết thì nó phát hiện ra mình nữa. Ôi, bậy. Đây, có cái đường hầm xuống nè. Vui nè. Đó. Giờ có nghĩa là quay xuống đây, phố. Đụng cái nó bay thẳng xuống, ấy. Watch for the rope boy!
Giờ tụi nó phát hiện mình rồi. Có một thằng thôi. Mà hai kia nó không, các bạn không để ý nha. Xong rồi. Ơi. Kidnap nè, đó. Này là con gái hay con trai vậy ta? Ôi đi kidnap lộn người, lộn rồi. Thằng kia thấy cũng kỳ. Mình nhớ là cái, ủa cái tên dễ thương vậy, mình tưởng là con gái chứ tại sao lại là con. Thấy cũng kỳ, nhìn lại, ồ má kidnap nằm tuốt bên kia. Vậy đấy. Đây, kidnap đây. Sợ thì nó đi. Đứng đây làm con. Thôi. Giờ lúc không muốn chơi thề. Đứng đây làm con mẹ gì. Đi nào, nhanh. Bố bảo đi là đi. Đừng có cãi lại. Sức quyến rũ, ok. X-Men đàn ông đích thực. Đây, tiếp. Nhanh. Nhìn đây, thằng này chết vì cô đó. Giờ cô có đi hay không thì bảo. Tại vì cô nó nói chuyện đàng hoàng, tại vì không thì tôi giết hết nguyên đám ngoài đây á. Đi. Nghĩ sao vậy? Ngồi đây coi, ta không biết mình sách nó ra cái bị gì không ta. Chắc đi từ từ tà tà chứ nó không phát hiện đâu nha. Vãi nồi. Đi tiếp. Đứng đây là cái gì? Chuyện này khá khó là. Mình bấm kidnap thằng này. Bà này mà riết rồi mình đập cái ông này luôn. Đệt. Đi nhanh. Anh lo hết. To reduce size of the ring. Mình đi chậm hết cỡ rồi chứ. Nữa hả? Ê. Ông nội này. Thiệt tình luôn mà mình muốn stealth lắm ở đó nhưng mà vấn đề không cho phép. Đi. Ở đây còn cái cổng nào để đi ra không ta? Ở đây có một cái nè. Thôi chạy mẹ đi. Đó, vậy phải hay không? Nó chạy cứ như chân sáo vậy. Chúng nào chúng ta cùng đi. Ê, bảy. Tao có kêu mày đứng đó đâu, kêu mày vô mà, vô. Vô. Ok, ngon luôn. Rồi chúng ta đi. Nhìn công nhận cái này nó hơi khó thiệt. Tụi kia bảo là mình không phải giết người, mà đâm ra mình cũng phải giết người để mình mới có thể làm qua xong nhiệm vụ này. Thì thật chất là phải cũng phải có cái cách là không giết người có thể đem cái bà này ra được. Hay mình cũng nãy mấy người nào chơi được như vậy. Với lại mình thì mình kiểu pro của mình thôi, nhưng mà mình chơi cũng tạm ổn, cũng không đến nơi nào. Nhưng mà cái này nó hơi khó, mình cũng đã cố gắng lắm rồi, nhưng mà đành thôi. Đó. Bây giờ mình sẽ vô bắt cóc cái thằng đó, nhưng mà các bạn chỗ này khá là đông nhưng mình sẽ không đi cái đường đó. Tránh đi cái đường đó nó sẽ hay hơn, tìm cái đường ngoài đó. Như này đây. Bên này mình nghĩ chắc không có ai. Mình làm sao để lùa cái đám từ kia ra chỗ khác nha. Tại vì thằng nó đứng ngay chỗ khá là đông và mình cần phải vô chỗ vắng. Số này quá nhỏ. Ngay lúc mà mình đang cần cái Halogino Dot gì á. Đây có cái đường ra nè. Ra, chú mấy bà già này đường ra. The man you work for is the real villain here. Đó.
nên tránh xa mấy cái ý gì, tránh xa cái cục đó ra. Và chạy khúc này deliver Benjamin Rock. Quiet, Mr. Raffles. Đít mẹ chạy đi. Tụi nó tới kìa, chạy đi. Đứng yên cho chắc ăn à. Giờ lúc lên đứng yên cho chắc ăn. Đúng rồi. Quá dưỡng luôn. Không bị gì hết, đệt. Quá hay. Quá nhẹ nhàng, quá gọn gàng. Ờ, quá chuẩn luôn. Tính chạy bẻ tay vừa chứ ở đó mà chạy. Đi hướng này, đi hướng này, đi hướng này. Ông kia nằm đứng tuốt đằng kia là mình phải chạy vòng. Cái thằng này nó nhây gì đâu á. Bị bắt là chịu khó tí đi. Tao đưa mày đi về đồ sớm. Ok. Bớt cưỡng chế. Đi, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm. Đấy, còn hai thằng chạy như là hai thằng áo. Hàng vãi đáy. Rồi, ông kia đâu rồi? Lên. Ồ, quên, nghe đây làm gì có đường đi. Ôi vãi, coi nè. Nhiều lúc thật là vãi đái. Đi đường này cho nó an toàn. An con mẹ nó toàn, ok. Đi, chúng ta gần tới rồi, còn này nữa thôi. My most fragrant Raffles. Mr. Raffles. Này mà đổi tên là Mr. Waffle, nghe giống cái bánh hơn. Sao? Tạm biệt mấy chú, anh ra khỏi đây. A đù. Đù. Má chạy hay lắm, tưởng gì má giờ bị phát hiện. Gọi gái, thôi chạy. Anh mày chạy trước đây. Má, chế độ Need for Speed đã bật. Need for Speed. Trời. Ôi, vãi đái thật. Ủa mà chúng ta lái xe như thần thánh. Má, một phát đã mất tích. Quá hay cho đội bán dây địch. Đây là chúng ta gần tới rồi. Cái khu này nó đông quá. Với lại nếu mà bạn nâng cấp cái gì thì các bạn sẽ thấy khu này thậm chí là nó đông hơn. Nhưng mà mình không nâng cấp tại vì nó sẽ khá là bất ổn khi mình làm nhiệm vụ này nọ. Thiết nát nữa hả? Ok. Giờ cứu đợi anh. Ở đâu đây? Khi nào đâu rồi mà? Cách đây 54m. Chắc là thằng cuối cùng nha. Đang di chuyển gì kìa. Cũng gần, không biết là nó có chịu dễ chịu ra như thằng kia hay không thôi. Ý. Ê à, cái này mới khó nè. Squad. Ôi, thằng kia làm gì trong cái khu đó nhỉ? Kiểu như tù nhân hay sao nhỉ? Di chuyển chậm chậm thôi. Đây còn chúng ta còn ra chỗ này an toàn mà không bị gì cả. Hàng lớn không? Thằng lớn nó vẫn không để ý luôn. Nó vẫn không nói gì mình hết á. Nếu như mình làm đúng cách là mình sẽ ra khỏi chỗ này mà không bị phát hiện nè. Đi. Hello. Để cho nó chạy hay nhanh hơn á. Vãi đái thật. Ra chạy ra đây được không ta? Ra đây đi cho chắc ăn.
nhanh hơn và tiện hơn, không không gì hết, không bị phát hiện nhiều. Đó, biết thế nào cho nó chạy và lẹ hơn á. Đó. Đó, ê ê bậy 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 bậy. Né công nhờ. Nhiều lúc sơ đỡ một cái là bị phát hiện ngay. Đối tượng đang chạy lên. Má công nhận thằng này chạy kiểu rừng bắt em đi, hiếp em đi. Để xử thằng cái này xong rồi đây. Ê, ê, ê. Ê, mẹ bấm giết thằng này, thằng này giết là sao? Chạy. Ê. Thằng này cũng có vẻ khó khăn đấy chứ. Đi. Bố là mấy nữa đi xa cái chỗ kia rồi kìa. Người kia mất tích rồi. Vô tình chúng ta chỉ đi nhanh một cái là cái mép cái hành nó bị tạt luôn. Đà. Gần tới rồi, gần tới rồi. Cái này cũng dễ, không khó nhận kia. Vô luôn. Đoàn tụ luôn. Trời ơi, chúng ta tới giờ giao hàng hả? Mình giống như là đi giao bánh pizza. Pizza đặc biệt. Ok, chúng ta gần tới rồi. Gần xong rồi. Mày này ngáo quá hay thôi. Excellent work. Do come find me at the Alhambra. I have more amusements planned for us. This way, my dear. I've something to show you. Ok, và chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ của ông này. Ông này mình khá là thích rồi đó. Và nếu mà mình làm xong cái vụ này ngon nữa là ông cho mình cái găng tay khá là ngầu. Ok, và mình đang cố gắng làm đây. Và hiện tại là mình cũng ngày hôm nay là chúng ta thứ 5 rồi. Mình đang cố gắng làm hết từ game này luôn. Sớm nhất có thể, tại vì thầm ra ngoài ra cái sequence chính á, nhiệm vụ nó chỉ khó thôi chứ nó không có nhiều như mấy sequence khác. Và như các bạn này, nhiệm vụ thứ 3 rồi. Nhiệm vụ thứ 3 trong tất cả là 4 nhiệm vụ trong cái sequence chính. Ở lộn, sequence 8 chứ. Và nếu mà sequence chính thì mình không nghĩ là nó sẽ nhiều. Tao thích chơi cầu thang, ý kiến không? Ơ, vợ đây. Cuối cùng thì nó cũng chơi cầu thang mẹ vãi thật. Biết thế leo mẹ cầu thang cho nhanh. Ông này cũng biết có quốc khu ba bắc khu đấy chứ hả? This workshop is one of Starics. Set the dynamite and let's blow it to atoms. Together. Và chúng ta sẽ phá hủy tất cả các bom hay gì đó. Mình nghĩ là chơi súng bắn nó sẽ nhanh hơn. Đẹp. Đẹp xì nhê, vãi cái đáy. Có khi nào qua xa quá không ta? Mình phải coi cái effective range là trong khoảng cách là có bao xa là mình bắn là trúng. Cái cây này có vẻ như bắn không trúng là mấy. Pick up. À, nó kêu mình không phải là bắn mà là mình phải pick up. Ê. Mình nghĩ là mình nên giết hai đứa này nè. Hai đứa này có vẻ là nguy cơ lớn. Ơ, vãi thật thằng mặt. Con nhỏ này quá xui.
chúng ta xong rồi nè. Đó. Chúng ta pick up à. À. Mình nghĩ là mình nên giết hết luôn cho rồi cho nó tiện pick up. Chứ lấy nữa là phải chị ra chị vô nó cũng mệt. Thì đằng nào mình cũng có giết hết rồi. Đó, quá ngầu. Tôi đâu chưa biết mình ở đây. Đây có thằng đang tìm hiểu. Tìm hiểu hả mày? Ô ô ô, bày. Mấy cái chiêu đó mình thấy khá là hay chứ. Mỗi lần nó tham gia nó đánh trước là mình có thể là mình ăn ngay luôn. Đệt, cái đấy vậy. Nếu mà mình ra đòn trước á, ừ nhỏ nhìn giống EV quá vậy. Đâu, hơi thốn nhất là đối với phụ nữ như vậy là hơi thốn. Làm gì mà không thốn. Ơ, mình kia chết tức tử thiệt chứ. Rig the workshop with dynamite. À. Được chưa ta? Được chưa? Biết được chưa nữa thôi. Hay là phải ra tới chỗ cần thiết. Ê, bày. Ơi, ông nội này level 8 mới ghê chứ. Đó, nếu các bạn lên cao rồi các bạn nhảy xuống lại á, nó sẽ tiện hơn. Và các bạn không phải đánh tụi này. Và nếu nhảy lên cao xuống đâm một cái là chết luôn. Làm sao mà end combo được. Vãi thật nhiều lắm, nó cứ sao sao ấy nhờ. Ơ, vãi đái. Vãi thật. Rồi, cái này cái nổ rồi hay sao ấy nhờ. Ừ, nổ rồi. Giờ tôi chỉ cần xách cái này chạy ra chỗ khác là được rồi. Hiện chi thấy cũng kỳ, kích nổ hoài cũng không được là sao. Nổ nha mấy đứa, chuẩn bị nổ nha. Thôi vậy cái đá đéo xin nhê luôn. Ủa được chưa ta? Hình như được rồi nha. Set. À nó kêu mình chỉ cần đặt vô thôi chứ cái đâu còn phải kích nổ đâu nha. Mình cứ tưởng là phải kích nổ luôn. Đẹp. Số nhỏ này tội quá. Anh em rất đẹp nhưng anh rất tiếc. Số em là như thế rồi. Anh thực sự là anh không muốn giết em đâu nhưng mà đành thôi. Đây là cái hộp cuối cùng nè. Đâu, ngon. Big to rock. Ê em ơi. Anh xong rồi. Giờ chúng ta làm gì tiếp nào. Em ơi. Đâu rồi. Đây thằng này đây. All rigged up. Perfect. Let's put our plan into action. Stand back. Ready. Wait. Whatever for. There are children in there. Jacob my dear. Starek uses child labor to manufacture goods. We must put an end to his production line. But not like this. Why not? I can do whatever I damn well please. Soon,
you will understand what it is to be free, as I am. Line them up, boys! No! What the hell are you doing? We're not playing games anymore, Roth! No, we're not. Ôi! Mình cũng đồng tình gì với cái nhỏ trời, AI trời. Giờ chúng ta phải rescue cái nhóc. Ôi một nồi luôn. Cái gì mà đông quá vậy? Chạy ra mấy đứa, chạy ra đi. Your ship is over. Chạy em ơi, đừng nằm nữa. Sắp chết tới nơi rồi, chạy đi, deliver. Ra khỏi chỗ này nhanh, nhanh càng tốt. Mày được không ta? Cái gì vậy? Mày còn ở đây nữa sao? Mày nghĩ mày đánh lại tao không? Giết con nó là chuyện không nên đi chứ. Mặc dù tao cũng muốn để nó mặc kệ cho lắm nhưng mà không thể như thế được, đây là con nít thôi mà. Tao cháy rồi. Cháy nặng quá. Chết rồi, chúng ta phải làm nhanh. Chúng ta còn 2 phút nữa. Ok, còn một đứa nữa. Trời ơi, sắp cháy xuống hết rồi. Lửa to quá, lửa to quá. Để tụi nhóc đó nha. Gifts, sir, from Mr. Roth. You should be warned, Mr. Fry, that when Roth is angry with one, he generally brings suffering to many. My dearest Jacob, alas, it seems our adventures together have come to a close. Although our time together was brief, it's left a lasting mark. I wish you well in all your future endeavors. Cordially, Maxwell. Postscriptum. I'm putting on a show this evening. All of London will be there. Enclosed, please find your invitation.